Các bạn đã trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay mình sẽ cho các bạn theo dõi lễ cầu an quê mình ra sao nha các bạn. Thì một năm diễn ra một lần các bạn ơi. Lễ cầu an này cũng như là cho mưa thuận gió hòa, làm ăn được, bệnh tật tiêu trừ, và nhất là con Rorona nó sẽ ra khỏi xóm phun sóc của đồng bào Khmer, làm theo phong tục đồng bào Khmer nha các bạn. Một năm diễn ra một lần thì được trúng mùa, thì cầu cho mưa thuận gió hòa và bệnh tật tiêu trừ đi hết các bạn. Thì anh em có tổ chức làm phước cầu an. Thì hồi tối do một đêm rồi các bạn, thì ban đêm mình không có review cho các bạn xem. Thì sáng nay mình buổi lễ kết thúc thì có cúng đầu heo và đất đai thần tài thổ địa nơi đây. Và diễn ra như thế nào thì mời các bạn sẽ theo dõi với mình nha. Đây là sau lưng mình, đó là người ta đang sư chưa lại các bạn. Thì người ta cúng cơm dư tăng một buổi sáng nữa là dí đầu heo, và cho ông thần tài đất đai thổ địa mấy ông ngự ở trên mảnh đất này thì xua tan mấy cái bệnh tật tiêu trừ, và cái hên vào cái xui đi ra hết nha các bạn. Thì xóm ấp nào cũng phải làm hết ở Sóc Trăng quê mình. Thì ai có điều kiện làm thì mỗi năm thì làm rất lớn các bạn, thì có đoàn hát đồ lại chơi nữa. Thì do năm nay dịch bệnh thì làm nhỏ nhỏ thôi, để cho có thôi, cho có đám làm cầu an như người ta. Chứ thật sự là làm rất lớn các bạn. Thì mỗi năm làm tới 2-3 đêm là, thì năm nay do dịch bệnh thì nhà nước không cho làm. Thì cũng làm, anh em cũng gắng cố gắng để làm, để cái truyền thống tốt đẹp này cũng về mặt tâm linh các bạn. Thì không nói nhiều nữa, mời các bạn cô chú cùng mình để vào xem lễ cầu an quê mình như thế nào nha các bạn. Mời các bạn. Quan trọng cái gạp này nè các bạn, cái này người ta kêu bằng hẹn bảy tứ đó. Thì lời cầu nguyện của tất cả bá tánh ở đây và dân chúng ở đây thì như là được gửi về lên thiên đàng Phật pháp rồi vậy các bạn. Đây là hẹn bảy tư người Khmer, mấy người già cả khuôn sóc mới là làm được nha các bạn. Nó gồm có 16 chân các bạn, đây là nó gồm có 16 chân, ta kêu bằng hẹn bảy tư đó của người Khmer đó các bạn. Thì những lời cầu nguyện và gian giái đều được lên thiên đàng nha các bạn, được người cõi trên và Phật pháp rồi chứng giám thôi. Để mình quay cho các bạn xem nè.
Ramana Tom,
Để cho cúng đất đai thần tài thổ địa và vị thần sống nơi đất đai ở đây các bạn, gồm có muối gạo đồ lúa đồ đủ thứ, tiền bạc đồ đầu heo đồ nha các bạn, để trả lễ buổi làm phước cầu an để qua đám nha các bạn. Đây cũng có một vị cụ cha cũng như là gọi là pháp sư đó các bạn, để điều hành cái trong buổi lễ hôm nay. Thì vật gồm có đầu heo và lúa gạo và tiền muối rồi đủ thứ luôn các bạn. Rồi. Đây vật phẩm nè các bạn, để cúng thần trời đất đai thổ địa và các vị chư thần ở đây, cho con cháu mần ăn được như ý muốn và suôn sẻ các bạn, mần cái gì cũng được trúng mùa, tai qua nạn khỏi nha các bạn. អូមែនអីឡើយពូអូសាទូអូឌីជាថ្ងៃនេះពូចៅមានវិញ្ញាតានៅភូមិដែលគ្រូខាងលិចកំពូលហៅថាភូមិជុំហឹងយើងបានប្រិទ្ធធ្វើជាបាញ់កំសាន្តស្រុកខេត្តដូចនេះហើយអរគុណលោកពេលនេះហើយក៏បានរៀបចំនៅបាយម្ហូបនោះនៃត្រីស្រីស្រាប់ហើយក៏ជើស្រោក្រុមទាំងមួយកំណាត់ណាចែកជូនទៅដល់បកាលោកនៅទីណាទឹកណាចាស់ស្រុកកំពង់ភូមិមកទទួលកញ្ញាពូជាហើយប្រែក្រោយឲ្យពូសពសាតការដល់ជីតាទាំងអស់ថាធ្វើបាញ់កំសាន្តនេះហើយបានស
ở xa cũng xa tôi ở đây chắc lên một đám đó lên phía đó thay đi phun chào tập o đầu phun à cần đá thằng lạnh lên cần buôn cứ buông chân men phun chân thần à phong phun chân hưng phong ban và đất phơ đông bên cầm sàn sọc sọc cà bên đi cầm ba riêng chân đông bay mọi người chân đây say say trà bái phun chân thần à mười cầm nạn đơn cần chơi trong xe to luôn bạc ca làm cha xong học phun nhạc thân cha đây năng người hình phun đây lô kia cả sang sang xây bong tìm như tựa là ban bong phun phun phép bò phun phun bánh hai prai rồi sắp sa tục ao ơi cua dương trong tập o cái đèn men dây men ta men bon men phun tập o lâu phun tại cro càng lạnh về càng mua phun chừng hưng phong chừng thần a dương phong ở ban sạch đi sông sạch đi chậm rãi luôn chấp nón quang bạc na ở đây cha trên mà đón lòng đòi pi đòn lỗ đòi bay đòn ai đi trong bên phun thần đá thằng lạnh về càng mua ban bật phun ban cầm sàn sóc o mà giúp một rục pin đi cả ba riêng trong đòi bay mà hộp luôn chừng này trai 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 bay để chơi trâu phun tam một cầm nạt sen trai cho đòi lục bạc ca lục bạc cha sóc bạc phun phun bạc cha tất bạc cha đây sen trong của ly chừng này vòng từ hết tuần từ nhà phun chia ban bò bù bù pe ban bò bù bù pin hai prai prai oi phun sắp sắp bạc ca đòi về ta thằng o đòi phun cầm đá thằng lạnh về càng phun cứ miên à phun chừng thần à phong phun chừng hưng phong à bán sóc sờ bay tao ngon thế nè ตา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 ต
sang sóc bãi đôi chân dương không ngon đẹp đẹp. Bạch chân là thế sang bồ chi. Bia bên sắp tốc sắp sóc sắp rốt sắp phê sắp hương rô ngát bạch chân hai bình sa ya sa pẹt tổ sang cầm bàn tổ mê. Ai chạm xa chết. Sa bạch vẹt tổ ra tổ sang mạng sang bồ chà sa nèo ta sa bạch vẹt tổ ra tổ sang mạng sang bồ chà sa nèo ta sa.
Sau khi qua đám phước thì ta nhổ cái hạn 74 đi nha các bạn, rồi khiêng đầu heo đi chỗ cúng đất đai thần tài thổ địa, đó là buổi lễ cầu an sẽ kết thúc nha các bạn. Thì mình chia sẻ luôn là buổi lễ cầu an kết thúc nha các bạn, một năm diễn ra một lần thôi. Đây ta khiêng đầu heo đi cúng thần tài đất đai thổ địa và các vị chư thần đất đai ở đây. Đây khiên đầu heo đi cúng đất đai đây các bạn ạ. Các vị chư thần ở đây cho được trúng mùa bội thu, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ nha. Đây tới chỗ các bạn ạ. Đây tới chỗ cúng thần tài đất đai rồi. Là buổi lễ kết thúc nha các bạn. Tôi video mình chia sẻ với các bạn tới đây cũng tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy hay cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để cho mình có động lực làm video tốt hơn các bạn. Thôi mình cũng tạm ngừng video tại đây. Lễ cầu an diễn ra như thế đó thì mình chia sẻ cho các bạn xem đó.